tới nó ấy nó cào được mà nó còn kéo ấy rồi tới rồi đánh đồ tô ghe tôi thì hỏi nghĩ cái gì thì cái bà con ngư dân của tôi làm ăn như kiểu như thế nào. Báo lại biết họ rất là hung hăng, họ là coi như tìm mọi cách coi như là không cho anh em mình sang tàu của họ. Bắt nó đâu có được đâu, phải có cái biện pháp nào mà chặn nó. Thưa quý vị, sau một khoảng thời gian tạm lắng thì nạn giã cào bay tàn phá nguồn lợi thủy hải sản đã bùng nổ trở lại, biến ngư trường ven bờ, vùng biển Bình Thuận vốn yên bình bỗng trở thành xung đột. Và lần này thì khốc liệt hơn lần trước gấp nhiều lần. Để bắt đầu tiêu điểm ngày hôm nay, chúng tôi xin được mời quý vị sẽ cùng đến với vùng biển Tuy Phong để cùng cảm nhận là thực tế vấn đề này đang ở mức độ nào. Vùng biển Tuy Phong ngày 5 tháng 4 năm 2018, tổ tuần tra thuộc lực lượng kiểm ngư Bình Thuận phát hiện hai chiếc tàu, một chiếc mang số hiệu BV90578, một chiếc bị xóa số đang hoạt động khai thác giã cào đôi cách khu vực mũi nhỏ khoảng 6 hải lý. Kiểm ngư đã phát loa yêu cầu dừng tàu để kiểm tra, nhưng những chiếc tàu này không những không dừng mà còn ra sức chống đối, không cho lực lượng chức năng tiếp cận. Họ dùng đủ các loại ngư cụ để ngăn cản. Thuyền trưởng tàu xâm phạm vùng cấm giã cào còn ra lệnh cho các lao động ở trên tàu vừa ngăn cản vừa kéo giã bỏ chạy ra khơi. Ngày 5 tháng 7 năm 2018, lúc 9 giờ cũng tại vùng biển Tuy Phong, tổ công tác tàu kiểm ngư lại phát hiện cặp đôi giã cào mang số hiệu BV90928 và một chiếc tàu không số đang hoạt động giã cào đôi sai tuyến. Bông rồi. Khi được yêu cầu dừng tàu để kiểm tra, thì ngay lập tức các lao động trên tàu cá đã chặt đứt giã bỏ chạy. Tổ tuần tra truy đuổi nhưng do tàu kiểm ngư có công suất máy yếu hơn tàu giã cào nên cuộc truy đuổi bất thành. Tuy nhiên khi tàu kiểm ngư quay lại định vớt tang vật vi phạm, thì bất ngờ chiếc tàu vi phạm cùng với ba chiếc tàu khác đã bao vây và đâm vào tàu kiểm ngư, rồi nhảy xuống biển cắt dây giành giật lại tang vật. Và cuối cùng, trước sự chống đối hung hãn của các đối tượng, sự đơn độc của lực lượng chức năng, các đối tượng đánh bắt trái phép đã tẩu thoát. Nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam đang có mặt trên chiếc tàu 90666 của lực lượng kiểm ngư phối hợp cùng với lực lượng biên phòng tỉnh Bình Thuận tiến ra vùng biển Tuy Phong, nơi được các quần chúng báo tin là có một loạt các giã cào bay đang hoạt động trái phép trên vùng biển này. 10 giờ 20 phút ngày 11 tháng 7 năm 2018, hai cặp đôi giã cào mang số hiệu Bà Rịa Vũng Tàu đang hoạt động đánh bắt sai quy định. Tàu kiểm ngư 90666 đã phát lệnh dừng tàu, tuy nhiên các tàu giã cào đã lập tức kéo lưới bỏ chạy. Nhưng khi tàu kiểm ngư đang dừng ở khu vực cấm giã cào, thì một trong bốn chiếc giã cào đã quay lại bất ngờ tăng tốc đâm thẳng vào tàu kiểm ngư, buộc thuyền trưởng tính tàu kiểm ngư vội đánh lái né được cú đâm. Họ là coi như tìm mọi cách coi như là không cho anh em mình sang tàu của họ, dứt khoát không qua, bởi vì tàu tôi đã cập màn 2 lần, 3 lần. Như vậy mà yêu cầu tôi bắt loa yêu cầu là phải dừng lại, nhưng mà họ vẫn là cố tình mà đánh cái lái tàu để cho cái tàu mình va vào bể tàu. Vâng, chứng kiến những hình ảnh vừa rồi thì có lẽ ít ai có thể ngờ rằng bức tranh nghề ngư trên biển lại đang hỗn loạn như vậy. Thưa quý vị, đó mới chỉ là những vụ việc được lực lượng kiểm ngư và phóng viên ghi lại. Nhưng trên thực tế thì với sự tuần tra, giám sát vào cuộc quyết liệt của lực lượng kiểm ngư Bình Thuận, số lượng các vụ xung đột với giã cào bay thời gian gần đây đã tăng lên với mật độ và tính chất ngày càng phức tạp hơn. Đó là câu chuyện dưới nước, còn trên bờ thì sao? Chia sẻ từ những người ngư dân cho thấy là giã cào bay chẳng phải câu chuyện của riêng ai. Nó là đời sống, là tài sản, thậm chí là cả tính mạng của mỗi người ngư dân. Làng chài Phước Thể đang vào vụ cá nam. Biển vui nhưng lòng người lại rối như tơ vò. Không giấu nổi vẻ buồn rầu, anh Hùng cho biết từ đầu vụ đến nay gia đình anh đã bị giã cào làm hư hại mấy giàn lưới cá trị giá hàng chục triệu đồng. Dạ, một tấm lưới là triệu mấy, 2 triệu, mà một giàn mười mấy tấm, 10 tấm. Mười mấy triệu, 20 triệu một giàn. Rồi giả đồ nó đi qua đi, nó cào lưới cổ rồi cũng hư hao hết, thì dân cũng không biết làm gì. Là người thay mặt cho ngư dân làng chài cùng kiểm ngư ngăn chặn giã cào, nhưng chính ông Trương Đình Công Em cũng bị giã cào phá hỏng chiếc máy quét trị giá 30 triệu đồng.
Con em nó cào vô trong cái chỗ bến kia, nó làm em gì là hư một cái đầu giò vét 30 mấy triệu. Kiểm ngư cũng đi tuần tra mà bắt nó đâu có được đâu. Phải có cái biện pháp nào mà chặn nó bằng cái cách nào, chứ còn gì là bà con ngư dân ở đây thiệt hại quá nhiều, không biết kêu gì ở đâu hết. Với kiểu dùng hai chiếc tàu kéo lưới căng ngang can quét sát đáy như thế này, giã cào bay không chỉ khiến cho đàn cá lớn nhỏ đều bị tận diệt và một số đối tượng hung hãn, còn khiến cho bà con ngư dân vùng biển này như phát sốt. Nó tới nó ấy, nó cào được mà nó còn kéo ấy, nó còn tới rồi đánh rồi tô ghê tôi thì hỏi nghĩ cái gì thì có bà con ngư dân chúng tôi làm ăn như kiểu như thế nào. Nhưng tài sản bị hủy hoại đã đành. Đến mạng sống của những người làm nghề lặn biển nơi đây giờ cũng như cá nằm trong lưới. Đang lặn độ sâu thì nó móc dây, nó kéo dây sao sao mình lọt cho đó, sao mình ra được. Thì em mới kẹt dây, em mới rút chốt. Mình rút chốt, mình chỗ lên mặt nước lại. Mới có thúng bơi tới vớt. Anh bị mấy lần rồi? Bị 2 lần rồi. Biển Tiên Phong vừa vào vụ cá nam, nụ cười của ngư dân chưa kịp hé thì đã bị bịt kín bởi những tấm lưới đầy oan nghiệt này. Đây chính là một dàn lưới giã cào bay vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ. Với cái kích thước mắt lưới như thế này là hoàn toàn sai quy định vì nó quá nhỏ. Càng về cuối thì cái mắt lưới lại càng xít hơn. Và đặc biệt ở phần thu thì hải sản, với cái mắt lưới đan xít dày như thế này thì không một loài hải sản nào có thể thoát được. Không biết là những người hành nghề giã cào bay khi xem những hình ảnh dưới đáy biển, khi nghe chia sẻ vừa rồi của những người ngư dân, họ sẽ suy nghĩ như thế nào? Câu hỏi đặt ra là liệu những người hành nghề giã cào đó, họ có biết là hành vi của mình đã gây hại cho nhiều người đến như thế hay không? Vì sao họ vẫn vi phạm pháp luật? Thưa quý vị, tại một địa điểm cách làng chài Phước Thể không xa, thì phóng viên chúng tôi đã tiếp cận trực tiếp được với một số chủ giã cào bay đã được người dân chỉ mặt điểm danh. Có phần khá bất ngờ khi biết người tiếp chuyện với mình là phóng viên truyền hình Việt Nam. Nhưng những ông chủ của những chiếc tàu chuyên tổ chức các cuộc đánh bắt bằng giã cào trên biển lại tỏ ra khá tự tin khi nói về hoạt động này. Tôi chuyển qua giã cào bay này được, năm nay là 2 năm. Thì theo tôi thấy là cái giã bay nó lộ đi, nó gần đường. Chiều đi sáng vô có lỗ trong ngày nó cũng dễ. Đó, mà làm nó ngay mấy tháng mùa là làm cũng được. Thu hoạch nó một ngày 300 ngàn nó có thu hoạch hơn là cái người lưới giúp hay là cái người câu. Này nó thì ở gần bờ thì nó trung gia thì làm nó bạn bè nó cũng dễ kiếm. Còn những người kia nó ra khơi nằm ngoài đó thì bạn bè nó không có đi. Hỏi thật nhá, anh đã bị bắt bao giờ chưa? Năm ngoái bắt một lần, năm nay cũng mới bắt, bị bắt nữa rồi. 2 lần không? Năm ngoái là thì cào cũng nói trong cái lúc cấm á, trong vùng cấm á. Năm ngoái là tôi đóng phạt 128 triệu. Còn cách đây tuần lễ tôi đóng phạt 90 triệu. Tôi làm cũng như ăn trộm, nói chung ra là cũng khó khổ lắm. Trời ơi, làm cũng hầu hợp, nghe nói là kiểm ngư xuống là tôi có nhiều bữa trời ơi giả đồ kéo lên tùm lum tà la vô trong bờ. Mà bắt nhiều lần như vậy thì anh còn dám đi nữa không? Dạ đi chứ, đi kiếm sống chứ, bắt chứ sao giờ. Như vậy là lý do khiến cho phương thức hành nghề giã cào tồn tại đã rõ. Còn việc chấp hành quy định đánh bắt hiệu quả thì các ngành chức năng Bình Thuận cũng đang triển khai các biện pháp tuyên truyền kết hợp với việc tính đến cơ cấu chuyển đổi ngành nghề phù hợp với ngư dân để tình trạng báo động cạn kiệt nguồn lợi thủy sản sẽ không còn diễn ra như những gì dưới đây. Câu trả lời vì sao cấm đánh bắt giã cào 4 tháng khu vực gần bờ cũng sẽ được lý giải. Là theo cái nghiên cứu khoa học thì một năm như thế nó có 4 tháng là cái mùa những cái loài hải sản nó cập vào trong bờ, nó sanh đẻ, nó sinh sôi để mà duy trì cái nguồn lợi nó tiếp tục phát triển trong những năm tới. Khi các cái tàu thuyền giã cào mà hoạt động tuyến ven bờ đó thì họ sẽ tàn phá toàn bộ cái nền đáy của cái vùng biển ven bờ. Mà vùng biển ven bờ và vùng tuyến lộng mà chúng ta biết là nơi mà tất cả các loài hải sản nó sẽ tụ hợp vào đó, nó sanh đẻ rồi nó phát triển lên, và đó là cái nguồn lớn nhất để mà duy trì cái nguồn lợi thủy sản của biển. Nhưng mà tất cả những nguồn đó khi giã cào xâm phạm thì nó sẽ phải tan hoang hết, không còn một cái gì cả, thì cái nguồn lợi sau đó mỗi năm nó sẽ giảm đi. Giảm đi tới mức bây giờ là báo động rồi. Ngày 11 tháng 7, mới đây,
Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh nhằm đề nghị các địa phương và các ngành chức năng tăng cường công tác phối hợp lực lượng, phương tiện để ngăn chặn giá cào, cứu được nguồn lợi hải sản đang bị mất diện và tuyệt đối không để tình trạng như thế này diễn ra. Thưa quý vị, hiện thì công tác phối hợp giữa các lực lượng kiểm ngư biên phòng Bình Thuận đang được triển khai quyết liệt, không chỉ ngăn giã cào hoạt động khai thác trái phép tại địa phương mà còn phải ngăn chặn giã cào từ các tỉnh khác đến để bức tranh biển vụ cá Nam có thể mang lại nụ cười cho người ngư dân.